máy sẽ tắt miếng à, không biết là nó có lưu được cái gì trong đây không. Tạm viết danh từ Đống Quỳnh, từ Vũ rẽ qua Phạm Viết Chánh, quận 1. Bệnh viện truyền máu huyết học, hai bé bên tay phải nè. Nghe cái chữ huyết học tự nhiên mình cũng nổi gai ốc theo. Trường tiểu học Phan Văn Trị. Bực mình cái máy này quá đi. Mà bây giờ phải quay thôi. Ngày mai hỏi trung tâm bảo hành Samsung nữa quá. Xài gì mà không có được gì hết trơn. Dở quá dở. Quay tí tắt. Không biết có được một phút không nữa. Chạy mà dầm dờ không để ý nó tắt queo hồi nào cũng hay. Đây là Phạm Viết Chánh, từ cái bệnh viện Thị Vũ Cống Quỳnh rẽ qua, rẽ bên trái qua. Nó cũng là một cái loại chợ hoa lớn.
của Sài Gòn. Vô là nhìn thấy làng hồ điệp giá sĩ rồi. Rồi chợ, đầu đường vô chợ Hồ Thị Kỷ rồi. Bây giờ mình chạy một vòng xem buổi tối nó có bán đông đúc không. Mà chợ này muốn đông đúc á cũng phải khuya sớm, tại vì chợ sĩ mà. Chợ sĩ thường thường người ta phải lấy buổi tối để sáng người ta bán. Mình mà đi buổi sáng thì người ta bán hộp chợ hết trơn rồi. Đây, đang bước chân từ từ vào thế giới lan. Lan này đã lan thành phẩm hết trơn rồi. Trời ơi, thôi lan kìa. Máy móc gì đâu mà nó đã bị hư hỏng hết trơn. Ủa, ghê không? Giờ đang tới chợ hoa mà ghi lại những cái hình ảnh này rất là đẹp luôn, mà không biết cái máy này nó có ghi được không, tại vì nó cứ tắt chấp tắt chấp tắt, nó không biết là nó lưu được cái gì và nó không lưu được cái gì nữa. Hoa lan không mà không đi, sao không đi rồi anh. Hoa lan vàng, lan tím, lan quá chừng lan luôn này nữa nè, cái vỏ hoa lan không, cái này là gian hàng chợ hoa khô, hoa giải, hoa giấy rồi. Đây mới đầu hoa thật này, đó nguyên cái loại hoa hoa mặt trời, hoa hướng dương đẹp luôn. Giờ này là nhộn nhịp rồi, giờ chắc nhộn nhịp tới sáng luôn á. Hoa lan không mình quá trời hoa ha. Có bán hồng lê thu đo lan hồ điệp giá sĩ, đang có tiệc tùng hát sừng sừng. Ghê luôn á, nó xem những cái đoạn video này thì cũng chịu thôi, nó tí tẹo à. Trời, thông cái đường gì, nó thông cái đường Hùng Vương. Hùng Vương ha, Hùng Vương Hồ Thị Kỷ ha. Rồi còn lại video này chắc nó có chút chéo chút chéo chút chéo. Mình sẽ chạy kỹ hơn để xem lại hoa. Thôi nó làm việc á, nó cũng bị kiệt sức hay sao, nó cứ nghỉ tí, nó nghỉ tí, nó nghỉ tí, nó nghỉ. Mà đẹp quá, ta cắm sẵn thành giỏ hai bên trái phải gì thế giới của hoa đó, mà đã cắm sẵn hết trơn rồi. Quẻ qua con hẻm của chợ. Đây cũng là những cái phương tiện bán hoa mà nó nằm ở hướng khác. Hoa ly đẹp quá, có hoa ly đỏ, ly hồng. Xe máy của ông Hồng Bình người ta gửi cái gì đi. Đẹp quá, lan đẹp ghê luôn. Lan hoa
Huệ, Hoa Cúc. Ồ, hoa hồng nữa kìa. Họ bán những cái phụ kiện dành cho những cái cửa hàng bán hoa người ta cắm đó. Giấy giỏ sách rồi quá chừng luôn. Nó có chướng nữa kìa. Hoa ly quá chừng nè. Hoa huệ kìa. Ê quên, hoa hồng, hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng, hồng cam, hồng hồng tươi, hoa ly. Đây là cái khúc, đây là khúc hoa hồng, hoa cẩm tú kìa. Quá chừng luôn nè. Ô, nó có lan đỏ nữa. Không, không quệ hay hoa gì. Có một cái loại hoa mà nó nở mà nó hết cái gì đó. Hết luôn cái thân luôn. Cái này là hoa, hình như là hoa forget me not thôi. Không biết có phải hoa này không. Chạy lùng xuống con đường này, nó cũng có một vài cửa hàng bán hoa nè. Tới buổi tối chắc là ở đây sum sê lắm. Cái chợ này có vẻ như là nó lớn hơn cái chợ của Đầm Sen. Chợ Đầm Sen là nó chỉ có 2-3 cái con đường để chạy ra cửa hàng thôi. Còn cái chợ này là quá chừng luôn nè. Ở dưới đây cũng có nữa nè. Thấy xa xa là thấy hoa huệ rồi đó, huệ trắng rồi đó. Huệ trắng với những cái cây dương. Rồi cẩm tú, hướng dương. Ồ, có cái hoa cúc gì mà bé xíu à. Đủ màu, chỗ đẹp quá. Hết rồi, vùng lên. Vùng lên chạy tiếp, chạy qua chạy lại. Coi qua. Thấy mình còn khoái. Cây sông đời đó. Cửa hàng hoa bây giờ đóng rồi. Đó là những cái show chuyên hoa kìa. Giờ cái giờ mà họp chợ hoa ở cái chợ này, trời ơi, chắc là đi họp luôn á. Ở bữa nào mình canh cái giờ họp chợ. Mình đi cái con đường này sau thấy chợ hoa này là thấy mê rồi đó. Đây. Cửa hàng này nó cũng trưng sẵn nhưng mà chưa hợp chợ nên chưa bán. Vòng lại tiếp. Cái chỗ này nó bán giỏ hoa nè, đủ loại. Giỏ tre, giỏ nhựa rồi. Rồi lớn nhỏ gì có hết à. Có lưới bao lại. Bông rồi những cái mà hút nước rồi đó, có hết luôn. Để chạy lại con đường này hồi nãy và nhiều hoa nó chưa chờ, hoa đang ngâm trong xô để tới giờ họp chợ bán hoa ly đủ màu hết. Hoa không biết hoa gì, hoa lan, hoa cẩm tú, hoa hồng. Trời ơi, cái hoa hoa môn quá. Hoa kia giống cái lá môn, không biết rồi gì nữa. Đó, rồi. Thôi, nãy giờ chạy qua cũng nhiều rồi đó. Thấy hoa ly rồi, cái này là đẹp nhất nè. Quá chừng luôn. Hoa ly hồng, hoa ly trắng, hoa ly vàng. Hoa chờ bán, bây giờ chờ bán không huệ. Hồi nãy giờ mình đang lạc vô cái mê cung nào mà được chạy cứ tới vòng luôn. Chạy ra mình thấy nó rồi mình ra lại rồi đó, ra lại cái đường nè, cái đường họ thì kỹ lại. Ủa phải nó hôm nay sao mình nhìn thấy nó lạ lạ vậy ta.
nó không sung xuê như cái hồi mình vô, hình như mình đã đi lạc hướng rồi. Trời ơi, nó nhiều đường quá.